Tôi là Hoàng Nhật Linh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Năm nay tôi đã lớp 12 rồi và tôi thực sự mong muốn sẽ có một năm học cuối đầy ý nghĩa tại ngôi trường này. Số 2 có ạ. Linh đâu? Đi đâu vậy Nguồn? Hôm nay con đi xem đá bóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ui, đi gần mình á. Hôm nay đi đâu thế mà chị đi học cơ? Mày ở nhà thế nào mày không biết à? Chưa bao giờ thấy chị học luôn, mày nhiều sách thế. Nhưng mà đấy, sắp thi tháng rồi. Ừ thế hả? À? Ừ. Chị biết bố đâu không? Bố đây. Ơi. Nè, uống nước nè. Cảm ơn nhá. Cảm ơn đây. Uống không uống đi thôi nhá. Về đây. And I'm spinning it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Mày tìm được tên mày chưa? Chưa. À đây bố ơi, nguyên cái tủ đây. À, đó rồi đấy. Alo. Đây là bố à? Con đỗ đại học rồi.